mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của Minh Baker. Thì do dạo gần đây là anh Minh hơi bận một chút xíu, cho nên là tạm thời Zix sẽ làm MC một vài ngày, tranh thủ chiếm sóng một xíu. Mọi người nếu mà có nhu cầu mua xe của anh Minh Baker thì mình hãy theo dõi và truy cập vào trang fanpage Minh Baker nha. Thì những xe nào mới về á, anh Minh sẽ cập nhật ở trên đó cho mọi người. Còn chủ đề chính của ngày hôm nay là NZ8 này. Thì Zix sẽ cho mọi người hiểu tại sao Z8 là một cái dòng xe mà luôn luôn hot như vậy. Thuộc quá đúng không? Thì đa số anh chứ không, tất cả những chiếc Z8 mà về tay anh Minh á, anh Minh chăm rất là kỹ luôn. Mọi người nhìn có thể thấy là láng bóng sáng cống luôn. Thì đây là chiếc Z8 đời 2016 nha mọi người. 2016 thì sẽ có màu đen này với lại màu đỏ candy, và đặc biệt là nó có ABS chạy an toàn, còn phiên bản 2014 thì sẽ không có ABS nha mọi người. Một cái điểm lưu ý về con xe này mà ai cũng biết luôn là nó rất là nặng nha mọi người. Trọng lượng của nó là 231 kg, nặng hơn đàn anh một Z1000 là đâu 10 kg lận á, thì nó hơi khó dắt so với các bạn nữ như là Z chẳng hạn. Cho nên các chị em nào mà yêu thích cái dòng xe này á, thì mình nên lưu ý về cân nặng của nó ha. Chiếc này nếu mà các bạn nam tầm 1m7 đổ lên, nó cơ bắp chút xíu thì dắt nó dễ hơn ha. Có một điều mọi người cần lưu ý nha là xe này không có báo số, cho nên nó sẽ hơi khó khăn một xíu với các bạn mới tập chơi á, thì mình lưu ý. Và một cái bất tiện chút xíu đó với những người mà lùn lùn như Zix nữa là nó cao đó, nó cao, nên là những bạn mà lùn lùn cỡ tôi 1m63 đồ ngồi lên nó hơi ấy xíu, không phải là không ngồi được nhưng mà phải nhón dữ lắm luôn á nè, nhón. Ít có chiếc xe nào anh Minh đem về mà mình phải nhón lắm nha mọi người. Trời ơi, tại trời đang rất là âm u luôn á, cho nên là sắp mua rồi, nên là sẽ phải tranh thủ nói nhanh nha mọi người để còn về nữa, cho nó ướt nhẹp hết. Thì chiếc này á là mọi người cũng biết rồi đó, tiêu hao nhiên liệu tầm 14 cây một lít, xong rồi xe 4 máy, hộp số 6 số á, những cái cơ bản như vậy đó. Chiếc này á mọi người 800 phân khối, thì 113 mã lực nha, mạnh á. Ui, với cả là xăng, bình xăng 17 lít, thì 17 lít là mọi người biết là nó đổ đầy bình xong thượt tới đâu luôn, thượt từ đây ra tới đâu luôn. Mà mỗi tội là nó hơi hao xăng nha, thì biết sao được, xe 4 máy mà thì phải hao xăng thôi. Còn nhớt thì nó uống một lần 3,5 lít, thì tầm 2 triệu mọi người nếu như mà thấy nhất xịn. Còn nước mát thì hơn 2 lít một chút. Ở đây nó có một cái bất tiện là hơn chiếc Z9 một xíu là nếu mọi người muốn thay nước mát là phải dỡ cái bình xăng lên mới có cái thấy cái lỗ để đổ nước mát vô. Bình nước mát phụ nằm đây nè, nên là phải dỡ bình xăng lên, nó có cái ống đổ nước mát vô ở đây, hơi bất tiện xíu chút xíu thôi. Nói chung là chiếc xe này ai mà chơi kiểu thuần thục qua đó mọi người là lên xe nào cũng chơi được luôn, em nói thiệt luôn. Nhất là mấy bạn nữ á, thì mấy chị biker nữ á mà chạy xe này mà kiểu chạy ôm cua cái kiểu là xe nào cũng sợ luôn á, nhưng mà không phải em chạy chưa được đâu. Chị con xe này mọi người bên mua bên anh Minh về chỉ việc chạy thôi, không cần mua gì thêm, cần đổi thêm đâu nè. Đây là có chống đổ nè, bảo vệ lốc máy nè, trên đây nữa bảo vệ tay thắng nữa đó. Và đặc biệt là những người nào đi xe này mà thích đổ vô mà sợ công an á, thì đây bồ móc rồi, tiếng rất là ê rất là phê luôn á, nhưng mà không phải sợ nha mọi người. Mà đem đề máy lên. Thank you.
chơi xe là biết rồi đúng không? Cặp vỏ này rất là xịn luôn, vỏ trước sau Michelin Drop 5 là cực kỳ ngon luôn. Còn sên á là ông Minh ông chà mà chà bóng lớn, chà soi gương được luôn. Mọi người thấy cái mặt em ở chỗ không? Thế lại đây là xe biển số thành phố nha mọi người. Trời ơi, gió nó thổi cái đầu tôi như con điên vậy đó. Biển số thành phố nha. Chiếc G8 này thì đối với trên X mà đánh giá nha, nó là 4 máy mà giá của nó là rất là ok trong tầm luôn. Toyota 4 máy mà bên anh Minh bán có 170 mấy triệu à. Mà mọi người biết á, xe của ông Minh thì ông chăm kỹ cỡ nào rồi. Đồ gì cũng lên hết, là mua và chạy rồi chả thấy mùi hết nữa. Mà với cả là do anh Minh nó là ảnh kiểu ảnh hơi khó tính, ảnh muốn xe đến với mọi người phải là xe chất lượng á. Cho nên thường là xe mấy cái chiếc như này á khó có lắm đó nha, ông kiếm kỹ lắm ông mới lượm về. Nên là mọi người nhanh tay nha mọi người. Cái dòng xe này đó với Sinh cảm thấy là những bạn mà mới tập chơi xe mà muốn lên xe phân khối lớn rất là hợp lý luôn. Tại vì sao ta? Thứ nhất là nó rẻ nè, thứ hai là nó đẹp, nó ngầu, và nhất là cái dòng G8 mọi người biết rồi đó, nó bền lắm, nó hư giặt lắm. Nên là mình cũng sẽ đỡ được một cái khác cái chi phí lỡ mà nó hư giặt đồ này nọ. Còn G8 thì sao ta, nó ngầu nè, tiếng máy nó hay nè, nãy mở tiếng máy lên nghe cái thích thích ghê luôn mọi người. Chưa kể là cái yên sau ấy, nó là dòng lát bay mà chở người cũng dễ chịu, mà mình chạy solo cũng không có bị mỏi, nó không bị gì nữa. Nên là cá nhân Genix rất là thích, cảm thấy chiếc này rất là hợp lý luôn á mọi người ạ. Cũng thích đây, nhưng mà có một cái là Genix hơi không thích xíu, là tại vì đối với mấy đứa vậy lùng mà vừa mập mà chân ngắn như tôi thì nó nặng chứ nó cao cao quá à, chống nhóm nhóm dập bẻ luôn á thiệt á. Nên là tất chị không thích cái đó, nên là cho 8 trên 10 điểm đi. 2 điểm trừ á là điểm vừa cao với điểm vừa nặng đó, là mấy đứa mà vừa lùng vừa ngắn như tôi á là trừ điểm đó thôi đó. Ok, clip tới đây cũng hết rồi. Nếu mà mọi người cảm thấy thích, mọi người hãy like và subscribe cho kênh của Minh Maker nha. Với lại nếu như mọi có những cái sai sót gì của Genix thì mọi người có thể comment bên dưới để cho những cái clip sau Genix có thể hoàn thiện hơn, giỏi hơn nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Còn bây giờ Genix sẽ đi trả xe cho anh Minh đây. Nãy trên đường đi lấy xe về quay clip cho mọi người là dính mưa một lần rồi đó, ướt nhẹp mà thấy không, tóc tai bụi xù hết trơn, hy sinh luôn á. Giờ đi trả xe cho ổng đi, bye bye.